Xin chào các bạn, hôm nay kênh Bách Khoa Tri Thức sẽ nói về những món ăn điều trị bệnh mạch vành, bao gồm công dụng, cách dùng và lưu ý. Bài thuốc 1: chuối tiêu chấm vừng đen. Dùng 500g chuối tiêu, 15g vừng đen. Vừng đen rang chín, chuối tiêu chấm vừng đen, ăn hết trong ngày. Có tác dụng hạ huyết áp, tốt cho bệnh mạch vành. Bài thuốc 2: rau cần nấu với táo tàu. Dùng 500g rau cần, 200g táo tàu, nấu chín rau cần với táo tàu ăn. Có tác dụng hạ huyết áp, an thần, tốt cho bệnh mạch vành. Bài thuốc 3: mộc nhĩ trắng. Lấy 4g mộc nhĩ trắng, ngâm vào nước nóng, rửa sạch. Sau đó cho vào ấm bằng đất, sắc lấy nước uống. Có thể cho vào ít đường trắng, chia làm 2 lần, uống hết trong ngày. Uống liên tục có tác dụng hạ huyết áp, giảm mỡ máu, tốt cho bệnh mạch vành. Bài thuốc 4: rau chân vịt, còn gọi là cải bó xôi, hấp cách thủy. Dùng 200g rau chân vịt rửa sạch, cho vào 200ml nước, hấp cách thủy trong vòng 10 phút để nguội sau 1 tiếng. Gạn lấy nước, chia làm 2 lần uống hết vào buổi sáng và buổi chiều, có tác dụng hạ huyết áp, bệnh mạch vành. Bài thuốc 5: canh mộc nhĩ đen. 6g mộc nhĩ đen, 1 ít đường trắng. Mộc nhĩ đen ngâm nở, rửa sạch, bỏ vào nồi thêm nước nấu sôi. Vặn lửa nhỏ nấu đến nhừ, cho đường cát trắng vào nấu tan là được. Ăn mộc nhĩ uống canh, mỗi ngày 1-3 lần. Có tác dụng hoạt huyết khử hư, giảm chất béo. Chủ trị bệnh động mạch vành, cholesterol máu hoặc tăng huyết áp thuộc chứng trí trệ, huyết ứ. Bài thuốc 6: cháo cà rốt gạo tẻ. Cà rốt tươi vừa đủ nấu với gạo tẻ thành cháo, ăn vào 2 buổi sáng và chiều. Cháo này có thể ăn thường xuyên, kéo dài, có tác dụng chữa và phòng bệnh tăng huyết áp, giảm lượng mỡ máu, tăng cường thể lực ở người cao tuổi. Bài thuốc 7: cà trắm cọ nấu với bí đao. Mỗi lần dùng 250-500g bí đao, 250-500g cà trắm cọ. Cả con là tốt nhất. Trước hết lấy dầu rán chín cá vàng, sau đó cho bí đao, nước vừa đủ, ninh trong vòng 3-4 tiếng. Cho vào một ít muối và gia vị để dễ ăn. Ăn cả nước lẫn cái, có tác dụng với bệnh mạch vành. Bài thuốc 8: quả hồng, nước đường phèn. Mỗi lần 3 quả hồng khô, rửa sạch, cho vào một ít đường phèn, hấp cách thủy cho đến khi quả hồng chín mềm là ăn được. Có tác dụng hạ huyết áp, bệnh mạch vành. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những thông tin hữu ích. Ủng hộ kênh Bách Khoa Tri Thức nhé. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui khỏe mỗi ngày.